Nhiều bạn hỏi mình là với hoa hồng cũ hay gãy thì bên mình xử lý như thế nào? Thật ra khi mua một bó hoa hồng 50 cây về ít khi mà các bạn xài hết lắm. Mình á là mình mua loại một luôn á, người bán người ta cũng biết ý lựa rất là kỹ luôn, nhưng mà vẫn bị gãy vài cây. Khi xử lý hoa, tụi mình tuốt lá thì bên mình hay chọn và xếp một bó 10 cây có cùng chiều cao, cùng độ nở. Rồi những cái bó nào bị thiếu cành á sẽ cột một cái dây ni lông để làm dấu để trừ bớt tiền cho khách. Còn những cái cành hoa mà nó đã nở quá ảnh hưởng tới độ bền của hoa thì chắc chắn là phải bỏ thôi các bạn. Thật ra khi mà bỏ là đứt ruột luôn á, vì mỗi ngày phải thức dậy rất là sớm để đi lựa hoa. Còn những cành hoa bị gãy thì mình sẽ cắt ngắn, cắm vào mút để cho hoa tươi trở lại đã. Rồi khi có thời gian thì mình chọn những cái hoa có cùng tông màu, thêm những cái hoa khác phù hợp để mình cắm thành một cái giỏ để bán như cái giỏ hoa này vậy nè. Thật ra khi mà kinh doanh thì ai cũng biết là phải giảm cái chi phí tối thiểu, đặc biệt là cái chi phí về hoa, nên mình thấy cành nào còn đẹp mình tận dụng hết, còn những cái cành nào không đạt chất lượng thì mình sẽ bỏ luôn. Vì bên mình có cái chăm sóc sau bán, nếu mà hoa không đẹp thì khách hay than phiền, rồi mình phải đổi trả rất là mất thời gian luôn. Do vậy á mà mình vừa bán vừa theo dõi cái lượng hoa trong ngày, trong tuần để có thể dự đoán được cái sức mua, lấy hoa vừa đủ để bán để hạn chế bỏ hoa đó mọi người. Còn ở phần sau thì mình sẽ giải thích cho các bạn biết là vì sao mà mình không dùng những cái hoa này để cắm thêm cho khách hàng nha.